Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Doctor Z, mình là Review. Và mình có để ý trên kênh của YouTube Doctor Z thì mình thấy là rất nhiều bạn sinh viên hay những bạn đã đi làm rồi có hỏi mình là trong khoảng giá là 30 triệu thì nên đầu tư một chiếc laptop như nào để học tập, làm việc, chơi game trong năm 2020. Thì mình để ý là trong tầm khoảng 30 triệu thì chúng ta có HP Omen này, MSI GL này, Lenovo Legion này. Nhưng mà chúng ta lại không có một đại diện nào có Acer cả. Thế nên hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một mẫu máy với mức giá khoảng 32 cho đến 33 triệu, là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, cao cấp nhưng giá lại tương đối là mềm, là chiếc Zephyrus M15 mình đang có ở đây. Và đây là dòng sản phẩm của năm 2020 và có rất là nhiều điểm thú vị. Và những điểm thú vị đó là gì thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video lần này nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo mẫu Zephyrus M15 này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Và với sản phẩm Zephyrus M15 này thì lúc ấy mình có nói là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ và cao cấp. Thì chúng ta phải đi từ bên ngoài trước đúng không? Chiếc Zephyrus M15 này là một chiếc máy có cân nặng chỉ là 1,9kg và độ dày là 1,9cm. Đây là một chiếc laptop gaming có thể gọi là tương đối là nhỏ và gọn, nhẹ. Zephyrus M15 thì là một dòng sản phẩm cao cấp, thực ra là trung cấp nhưng mà nó chả khác biệt gì nhiều so với phiên bản Zephyrus S cả. Thế nên mình đánh giá đây là một dòng sản phẩm cao cấp của Asus. Và cái chữ cao cấp này nó đến từ là chất lượng hoàn thiện và những cái gì cấu thành trên chiếc máy này. Đầu tiên là thân máy thì chúng ta có một cái vỏ magie khá là cứng, nhưng mà độ cứng cáp thì chưa tuyệt đối. Nhưng mà dẫu sao trong tầm tiền này chúng ta có vỏ magie là cũng rất là xứng đáng số tiền các bạn bỏ ra rồi. Và độ cứng cáp thì mình có thể đạt là khoảng 9 trên 10 điểm. Ở phần mặt lưng thì chúng ta có một mặt lưng kim loại bằng nhôm được hoàn thiện tương đối là mịn màng. Ở mặt lưng thì chúng ta có thể thấy là ở giữa có một đường cắt xẻ. Và ở bên cạnh ở trên này chúng ta sẽ có những cái họa tiết giả đục lỗ như là chiếc Zephyrus M14. Nhưng mà ở đây thì không có lỗ nha anh em nhé, chỉ là một mặt lưng phẳng thôi. Thế nên anh em sẽ không phải lo gì về vấn đề là mặt lưng này sẽ bị bụi trong một quá trình dài sử dụng cả. Thì đây sẽ là một điểm cộng cho cái họa tiết này. Cùng với đó là nếu anh em chiếu ánh sáng vào thì nhìn nó sẽ khá là lóng lánh và nó sẽ có hiệu ứng đổi màu như là hiệu ứng cầu vồng. Và mình nghĩ đây là điểm cộng của mặt lưng của chiếc Zephyrus M15 này. Ok, ở mặt trong thì chúng ta có một chiếc máy với thiết kế viền màn hình mỏng ở ba cạnh, cạnh dây, cạnh này, ở cạnh dưới thì lại hơi dày. Và mình cũng không hiểu tại sao Zephyrus họ lại không trang bị một cái webcam ở đây. Chắc là để cho thiết kế nhìn nó liền mạch, nhìn nó được đẹp nhất. Ở mặt dưới thì chúng ta có họa tiết giả đục lỗ, không phải là lỗ gì cả, để giúp cho máy có thêm được không khí. Hơi đáng tiếc đúng không? Nhưng mà nhìn nó cũng khá là thời trang và là khá là đẹp. Ở dưới thì chúng ta có touchpad, bàn phím hay là nút nguồn thôi, không có điểm gì đặc biệt cả. Cái điểm mà mình ưng trên chiếc máy này là bản lề cơ. Bản lề của chiếc máy này thì được dạng là bắt hai bên, nhưng mà mình thấy là gập mở rất là chắc chắn, anh em hoàn toàn có thể mở máy một tay được. Tại vì là phần thân máy ở đây có một cái gờ để anh em luồn ngón tay và anh em mở máy ra này. Đấy, rất là dễ dàng. Và anh em hoàn toàn có thể gập mở vào một tay, gập mở thì chắc chắn. Mình nghĩ đây là một điểm cộng rất lớn cho chiếc Zephyrus M15 này. Nói chung tổng thể lại về thiết kế thì mình nghĩ đây là một thiết kế nhìn tương đối là thời trang. Dẫu sao đây là một chiếc laptop gaming nên là nhìn vẫn có nét gaming và nhìn có nét rất là cá tính. Và xứng đáng với số tiền các bạn bỏ ra là khoảng 32 cho đến 33 triệu. Lý do vì chất liệu thiện máy làm bằng magie này, nhôm này, chất lượng cứng cáp thì đạt khoảng 9 trên 10 này. Thế nên là đây là một chiếc máy có tính di động tốt, thiết kế thời trang và đặc biệt là hoàn thiện cao cấp. Và lúc nãy mình có nói về thiết kế của chiếc Zephyrus M15 này có viền màn hình mỏng ở ba cạnh. Chúng ta phải nói về màn hình chứ đúng không? Chất liệu thì của màn hình này là tấm nền IPS, độ phân giải Full HD, tần số quét là 144Hz. Tuy nhiên thì phổ màu của màn hình này thì ở mức khá thôi, là 64% sRGB, 48% Adobe RGB, độ sáng là 289 nit, delta là 1.38. Theo mình thấy đây là một màn hình đủ để cho anh em game thủ sử dụng, và những anh em làm đồ họa cơ bản thì hoàn toàn có thể sử dụng ok trên màn hình này. Nhưng với những anh em làm đồ họa khắt khe hơn về màu sắc thì mình nghĩ là màn hình này vẫn chưa đáp ứng được. Mà anh em sẽ bỏ ra số tiền khoảng là 5 đến 6 triệu nữa để sắm bản 240Hz thì phổ màu sẽ cao hơn. Còn bản 144Hz này thì mình nghĩ sẽ rất phù hợp cho anh em game thủ vì tiết kiệm được chi phí và màn hình thì hiển thị vẫn rất là tốt với độ sáng là 289 nit. Về cổng kết nối bên cạnh máy thì mặc dù là một chiếc laptop gaming nhỏ và gọn nhưng mình nghĩ là cổng kết nối trên chiếc máy này vẫn rất là đầy đủ. Đến với cổng kết nối của chiếc Zephyrus M15 này thì bên cạnh trái chúng ta có một cổng nguồn, một cổng mạng RJ45, một cổng HDMI để anh em xuất hình, một cổng USB-A, một jack combo, xin lỗi các bạn, là một jack
tai nghe và một jack mic. Ở bên cạnh phải thì chúng ta có thêm một cổng USB-C Thunderbolt 3 nữa, rất là đáng tiền. Cùng với đó là hai cổng USB-A. Ở trên chúng ta một khe gió tản nhiệt nhỏ nhỏ xinh xinh và một khổng khóa capacitor ở đây. Đó tất cả những gì về cổng kết nối trên chiếc Zephyrus M15 này. Quay lại một chút về bàn phím và touchpad của máy thì mình thấy hơi đáng tiếc cho chiếc máy này là bàn phím chỉ là RGB một vùng thôi. Dẫu sao thì LED nhìn rất là đẹp và nhìn khá là dịu mắt. Hành trình phím thì mình thấy là hơi nông. Rõ ràng là hãng có thể làm hành trình phím sâu hơn nữa và phản hồi phím có thể tốt hơn nữa. Bù lại thì chúng ta có chức năng phím rất là đầy đủ, những cái phím bấm phụ ở phần trên này giúp ta tăng giảm âm lượng này, tắt mic này, mở Aura Armory Crate này, rất là tiện. Và đặc biệt là những cái hàng phím function ở trên hàng phím F thì mình nghĩ là sử dụng cũng rất là tiện trong quá trình mình chơi game và làm việc. Về touchpad của máy thì bề mặt được phủ kính đấy. Lúc đầu mà mình mở máy ra, mình bắt đầu bóc siêu ra mình sử dụng thì nó hơi rít. Nhưng mà một trong những cái thời gian sử dụng dài rồi thì thấy là bề mặt này cũng khá là mịn. Tracking thì ổn này, hỗ trợ đa điểm đầy đủ, không thiếu gì cả. Và mình nghĩ touchpad này sẽ được khoảng 9 trên 10 điểm với cá nhân sử dụng của mình. Đó là những cái gì mà bên ngoài của chiếc Zephyrus M15 này. Một chiếc laptop gaming mỏng, nhẹ và gọn. Nhưng chúng ta phải quay lại về hiệu năng. Vì đây là một cái điểm rất quan trọng khi anh em sắm một chiếc laptop gaming về, đúng không? Vậy thì chiếc máy này sở hữu cấu hình là Core i7 10750H với 6x12 luồng, xung nhịp tối đa là 5.0GHz. Chúng ta còn sở hữu thêm là card đồ họa GTX 1660 Ti cùng 16GB. Về cấu hình này thì chắc là anh em cũng không còn quá xa lạ gì nữa rồi. Anh em hoàn toàn có thể chiến những tựa game eSports hiện nay rất là vô tư, không phải lăn tăn suy nghĩ về sắc mắc setting và thậm chí là game offline. Anh em chơi những tựa game như là Call of Duty Warzone chẳng hạn thì mắc setting vẫn được khoảng 80-120 FPS cơ. Thế nên là chơi game trên những chiếc laptop như này thì mình không có điểm gì để phản nàn cả. Đặc biệt là với màn hình 144Hz nữa, cấu hình mạnh như này thì còn điểm gì để chê nữa, đúng không? Và đương nhiên rồi, một chiếc laptop gaming mà mỏng nhẹ nữa thì lại còn sở hữu cấu hình khủng như này thì vấn đề tản nhiệt sẽ là vấn đề chúng ta quan tâm. Trong quá trình mình chơi game thì nhiệt độ của CPU là khoảng 90 độ C khi mà mình chơi ở chế độ Turbo, dưới 90 độ C anh em nhé. Còn nếu anh em để chế độ Performance ấy, thì nhiệt độ sẽ cao hơn. Còn chế độ Turbo thì quạt chạy nhanh hơn, thế nên là nhiệt độ của CPU thì mát hơn. Còn card đồ họa trong quá trình chơi game dao động vào khoảng 80-85 độ C. Theo mình thấy đây là một mức nhiệt độ rất là ổn với một chiếc laptop gaming mỏng và nhẹ. Lý do chính là tại vì chiếc máy này có hiệu năng rất cao, giữ CPU và card đồ họa ở mức hiệu năng cực kỳ cao, đặc biệt là về card đồ họa, để giúp cho anh em chơi game tốt hơn. Nhưng cái điểm trừ duy nhất trên chiếc máy này là về tiếng quạt. Đương nhiên rồi, laptop gaming mỏng, nhẹ, gọn, hiệu năng cao thì đương nhiên tiếng quạt sẽ phải ổn. Chuyển qua một chút về làm đồ họa, đồ họa 2D, đồ họa 3D thì với Core i7 này, xung nhịp cao này, GTX 1660 Ti này sẽ giúp anh em làm những vấn đề đồ họa như là 3D chẳng hạn. Anh em làm về 3DS Max, Maya thì chắc chắn cấu hình này cực kỳ là phù hợp với nhu cầu của anh em. Ngoài ra thì với mình là một người quen thuộc với những bộ phần mềm 2D hơn là Adobe Premiere Pro thì mình thấy là preview để 1/4 thì vẫn edit rất là mượt mà. Còn nếu anh em làm theo hiệu ứng như là After Effects hay là những hiệu ứng nặng hơn một chút thì có lẽ là chiếc máy này vẫn hơi bị quá sức. Dẫu sao thì với Core i7 1660 Ti 16GB thì vẫn đủ để anh em làm đồ họa 4K rất là thoải mái rồi. Và bên trong của một chiếc laptop gaming nhỏ và gọn thì mình băn khoăn là không biết khả năng nâng cấp chiếc máy này có đầy đủ hay không. Thế cùng mình đi tìm sâu về bên trong của chiếc Zephyrus M15 này nhé. Và đến với khả năng nâng cấp của chiếc Zephyrus M15 thì ở đây chúng ta chỉ có một khe RAM thôi. Ở bên trong bên kia chúng ta đã có sẵn một khe RAM hàn chết rồi. Ở đây là RAM Samsung Burst 3200. Và điểm cộng của chiếc máy này sẽ là hai khe M2 NVMe. Ở đây lắp sẵn là SSD 512 rồi. Anh em chạy RAID hoàn toàn có thể chạy RAID được nhé. Pin của máy là thỏi pin 76Wh, lúc mình sẽ sử dụng được khoảng 4-5 tiếng. Cùng với đó là về hệ thống tản nhiệt của máy thì quá nhiều quạt luôn anh em, quá nhiều cánh quạt luôn. Và chúng ta có là 5 ống đồng để giúp cho máy hoạt động hiệu quả nhất. Và mình để ý là hai bên này là chúng ta sẽ có hai khoảng trống để giúp cho máy thoáng đãng và không ảnh hưởng đến những cái linh kiện ở bên trong. Và đây là điểm cộng rất là lớn của chiếc Zephyrus M15. Và đó tất cả những gì bên trong của chiếc Zephyrus M15, đặc biệt là về khả năng nâng cấp và tản nhiệt của chiếc máy này. Về thời lượng pin của chiếc Zephyrus M15 này thì với một chiếc laptop gaming 144Hz này, cấu hình mạnh như này nhưng mà mình sử dụng được khoảng 4 tiếng thì đây là một cái thời lượng pin khá ấn tượng của chiếc laptop gaming và mình hoàn toàn có thể mang lên một buổi học ở trường, một buổi sáng là vẫn đủ để mình sử dụng trong quá trình mình học tập và làm việc. Thế nên thời lượng pin trên chiếc máy này mình cũng đánh giá là một điểm cộng tương đối là lớn. Về loa của máy thì mình có nghe qua các bản nhạc thì mình thấy là cả ba giải âm đều xử lý rất là tốt, nhạc nào cũng chơi được và nghe tiếng chân cũng rất là ổn, giải bay cũng được xử lý tốt nữa, thế nên là mình nghĩ loa này chiếc máy rất là phù hợp. Mình demo cho anh em một đoạn nhạc nhé. Đấy.
giải bass hay là giải mid hay giải treble thì xử lý cũng tương đối ổn, đặc biệt là bass khá là nảy. Ok, đó là tất cả những gì về chiếc Zephyrus M15 này. Tổng kết lại, trong khoảng 32 đến 33 triệu thì chúng ta có thêm một sự lựa chọn nữa đến từ Asus, là một chiếc laptop gaming mỏng, nhẹ gọn với cân nặng là 1,9 kg, cùng với đó là một chiếc máy sở hữu hiệu năng và cấu hình cực kỳ mạnh. Và đặc biệt là chất lượng thiện máy thì phải cao cấp, xứng đáng với từng đồng xu các bạn bỏ ra. Và chiếc Zephyrus M15 này liệu có làm cho anh em siêu lòng hay không? Hay là anh em có những cảm nghĩ gì về chiếc Zephyrus M15 này? Thì hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ cùng mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn.